quán tôi nhét vô, nếu mà nhét vô mà không đủ nữa thì tôi sẽ trả cho anh chị một cái buổi riêng ha. Cái buổi riêng đó là sẽ thông báo trước cho các anh chị. Còn nếu mà tôi nhét vô được, ví dụ như bữa nay tôi nhét vô được một bài thì cứ lần lượt sẽ trả từ từ, yên tâm là sẽ trả hết tất cả các thầy cô luôn. Thầy cô nào còn nợ thì các anh chị cứ ghi nợ lại và nói cô Thủy sẽ đi đòi nợ giùm cho các anh chị, đảm bảo là trước khi danh sách là đều phải được trả cho các anh chị đầy đủ, cho nên yên tâm nhé. Nợ khó đòi phải trả. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái bài mà cũng quen thuộc, hồi nãy chúng ta cũng học rồi, trong các bệnh tim bẩm sinh thường gặp, đó là bệnh Epstein ha. Cho nên là mình sẽ đi nhanh thôi, nói chi tiết để các anh chị hiểu hơn về cái bệnh này thôi chứ không có gì. Thì như nãy tôi nói á, bệnh Epstein là bất thường bẩm sinh của cái van ba lá ha. Nó làm cho cái nhĩ phải lớn lên, cái thất phải nhỏ lại, đường ra của thất phải thì này, lưu lượng máu lên phổi nó sẽ giảm, nó dễ gây hẹp van động mạch phổi. Cái bệnh này nó chiếm khoảng 1% ở trẻ tim bẩm sinh ha. Nó phân bố đều nam nữ. Chẩn đoán trước sinh thì có vẻ như nhiều hơn, tại vì ta thấy là đa phần là tử vong ở trong bụng mẹ đó, nó chiếm từ 3 đến 7% luôn. Định nghĩa là trong bệnh Epstein là các cái lá vách và lá sao van ba lá là kiến trúc ở phía dưới của van ba lá mỏm tim. Cái lá trước của van ba lá thì vẫn duy trì sự gắn kết bình thường, nhưng mà lúc đó nó sẽ bị dài ra. Cái phần thất phải mà nó liên tục với cái nhĩ phải này ta gọi là phần nhĩ hóa của thất phải. Cái van ba lá cũng giải phẫu này, bệnh Epstein này được một cái bác sĩ người Đúng Đức mô rồi, tả năm đúng rồi, 1866. 344 đây. Bây giờ cái giải phẫu Sao, bình thường của một ủa, lá sao van thì chúng lại ta thấy cái phần đáy ha, sao lại của cái phần chỗ mạch kết đó? nối nhĩ thất đây, cái phần tự do nó giữa Sao lại cái giải phần phẫu ngoại vi để nó gắn với các cái dây chằng ở đây, các ở đáy tim thì chúng ta thấy cái van hai lá bên trái, đã kiểm van tra ba về lá mạch là đã ở hơi bên giãn phải. cứ mạch không Nó căng. gồm có ba lá: lá vách, lá trước và lá sau. Nếu mà một cái tim bình thường chúng ta cắt ngang qua cái xẻ dọc cái tim ra, chúng ta trải dài cái van ba lá ra, chúng ta thấy cấu trúc của cái van ba lá bình thường là nhỏ nhất là cái lá vách, kế tới là cái lá sau, và cái lá trước là cái lá lớn nhất. Thấy bình thường nó như vậy. Trong cái bệnh Epstein đó, khi chúng ta cắt nó Thế trải ra thì chúng ta thấy nấu lá trước nó không vẫn nên đi lớn như siêu tầm vậy, ảnh, lớn hơn so với không nên đi, để cắm điện cho bình thường. Cái lá sau và lá vách thì nó nhỏ ai và chị nó bị bám thấp xuống dưới cái vòng van, ai cho nên là cái xu hướng nếu mà chúng ta đưa ra ai phía sau à, bắt cốc lại thì chúng ta mà sẽ đi thấy cái khoảng cách bữa nay giữa van hai lá ba lá nó rồi em sẽ đi dài ra. ăn ít mà ăn Còn cái này là cái dạng có đặc biệt rồi. ăn ít Cái mà ăn cái này Epstein mà xong ra đi ngủ. ở bên phía, nó là ở phía bên trái thì các anh chị thôi, cái này nó cũng hiếm gặp ha. Đó, cái này là nó giải thích cho cái ba cái hình này ha. Giải phẫu bệnh là bất thường trong quá trình hình thành bộ máy van. Đây, dư mô van đặc điểm là dư mô van của lá trước được ha, nó dính lá vách và lá sau vào cái thành của thất phải, nó làm cho cái khoảng cách giữa van hai lá ba lá dài ra. Các cái tổn thương khác thì chúng ta cũng có thể thường gặp phối hợp như là thông niên nhĩ, thông niên thất, hẹp eo động mạch chủ vân vân. Đây là một cái quá trình phôi thai học bình thường của hình thành của cái van nhĩ thất. Các anh chị thấy là cái van nhĩ thất bình thường của cái thất của mình á, ở trong là một khoang cơ xốp. Ở thời kỳ bào thai nó sống bằng cách là thẩm thấu vô để nó nuôi các cái tế bào cơ tim ở trong giai đoạn sớm. Khi mà giai đoạn phát triển nó kết hợp với lại cái gối nội mạc á, thì những cái này nó sẽ cơ xốp này nó sẽ dần dần nó bị khóa để nó thành cái cơ đặc,
cái cục cơ và các cái dây chằng nó sẽ bám vào với cái khối nội mạc để nó hình thành một bộ van dĩ thất bình thường. Ha. Ta thấy một cái quá trình tiến triển của một cái van dĩ thất bình thường đó, cái cơ đây nó bị khóa để nó thành ra các cái dây chằng cục cơ nó bám vào các cái khối nội mạc trước, nội mạc sau, ha, để nó hình thành, gọi là quá trình này là gọi quá trình tách bắt để nó tạo thành một bộ van dĩ thất bình thường. Yeah. Ở trong bệnh Epstein đó là do nó bất thường của phôi thai học, do chết tế bào không đúng thời điểm, nó không chết tế bào, nó làm cho dính của các cái dây chằng vào trong cái thành của liên thất, nó làm cho cái van dĩ thất nó bị dính vô trong cái thành tim. Yeah. Đó, chúng ta biết cái phôi thai học của cái quá trình bất thường của bệnh Epstein là nó như vậy, tức là nó không có tách vách ra được, không có chết tế bào, apoptosis, apoptosis nó không có chết tế bào để hình thành ra cái bệnh đó. Thì chúng ta thấy cái giải phẫu bệnh của cái bệnh Epstein nãy tôi nói rồi, ha. Thì lúc đó chúng ta biết trong bào thai cung đường tim bên phải là nhiều hơn bên trái, cho nên là cái động mạch phổi thường nó phát triển, ống động mạch rồi nó cũng bình thường. Trong bệnh Epstein thì chúng ta biết là do dịch chuyển về phía mõm cho nên lòng thất phải nó nhỏ lại, đường đeo thất phải nó nhỏ, hẹp van động mạch phổi, ha, cho nên là nó gây ra hở van và động mạch phổi cũng tăng lên. Về di truyền và môi trường là có 1,2% có bất thường nhiễm sinh thể, ha, có thể mất đoạn gì, có thể bất thường gen. Hiện nay người ta tìm thấy là GATA4 hoặc là NKX2.5 hay là MIH7. Yếu tố nguy cơ là song thai, tiền sử gia đình, chủng tộc da trắng, mẹ sử dụng những cái thuốc bình thần hoặc là mắc rubella, nhiều bớt này ha. Siêu âm trên 2D thì mình thấy tăng tỷ lệ tim trên lồng ngực, cái phần nhĩ hóa của thất phải, mình coi cái giải phẫu của van ba lá ở thời kỳ thâm thu và thời kỳ thâm trương, cái động mạch phổi trong tình huống này thường là nó bị nhỏ, có thể kèm thông nhĩ. Nếu mà bất thường nặng thì chúng ta thấy tim rất là lớn, chiếm hơn 2/3 lồng ngực, nó gây ra chèn ép cả hai, làm nguy cơ thiểu sản phổi. Chúng ta có thể gặp phù thai nhi hoặc là rối loạn nhịp, đó là các cái dấu hiệu tiên lượng xấu. Đây trên siêu âm nhắc lại ha, trên 2D chúng ta thấy bình thường có khoảng cách giữa van hai lá và lá, trong cái bệnh Epstein này thì chúng ta thấy cái khoảng cách này nó tăng lên. Ha. Chúng ta nhớ cái con số là 4mm ở 3 tháng giữa, 6mm ở 3 tháng cuối. Và đặc biệt chúng ta thấy cái lá trước nó rất là dài. Nhĩ phải thì chúng ta thấy nó lớn. Và thường là cái tim đập dưới mắt chúng ta là một cái tim lớn, trục tim lệch trái. Trên lớp lơ màu thì chúng ta thấy cái hở van ba lá ở thời kỳ thâm thu. Và trong cái bệnh này chúng ta cần phải để ý cái điểm bắt đầu của cái dòng hở đó. Nếu mà điểm bắt đầu càng sâu trong lồng ngực phải thì mình càng nghĩ tới cái bệnh này. Nếu mà cái dạng nặng thì chúng ta có thể thấy là hở van động mạch phổi. Nên nãy tôi minh họa cái hình cái trong cái bệnh tim thường gặp á, nó chảy ngược vô trong thất phải, thì lúc đó nó sẽ làm tăng nguy cơ suy tim và phù nhau thai và thai bị lưu. Lúc này nếu mà nó hở xuống như vậy, tức là hở từ động mạch phổi vô thất phải rồi thất phải lại bơm ngược vô nhĩ phải, nhĩ phải thì nó qua cái lỗ hậu dụng, nó qua nhĩ trái, nhĩ phải lên cái động mạch chủ lại bơm máu vô động mạch, là cái tình huống đó người ta gọi là xanh tròn. Xanh tròn đó nó sẽ làm cho cái em bé nó dễ bị tử vong ở trong bào thai, và ngày nay để cắt đứt cái xanh tròn đó là người ta đem đóng cái ống động mạch lại, đó mà thường người ta đóng ống bằng thuốc để kéo dài tuổi thai của em bé chút xíu, lớn lớn chút để người ta sau sinh ta sửa chữa cho. Đây đặc điểm là trên siêu âm Doppler màu chúng ta thấy một cái dòng hở rất là nặng, và cái điểm bắt đầu của dòng hở là sâu ở trong lòng thất phải, và hai lá là chúng ta thấy ở vị trí này. Nếu mà nó hở bình thường là nếu mà hở do loạn sản van ba lá hay hở khác thì nó bắt đầu ngay đây,
để nó bắt đầu sâu vào trong lòng thật phải. Khi mà hở van ra là nặng như vậy thì thất phải nó không đủ tạo áp lực để đẩy máu vào động mạch phổi, à, nó không có mở cái van động mạch phổi ra được, nó có thể gây ra cái hở van động mạch phổi chức năng, tức là cái van này bình thường nó có nhưng mà nó không mở ra được thì gọi là chức năng, còn cái van này mà nó kín hẳn hoàn toàn cả tâm thù tâm trường thì lúc đó là thực thể rồi ha. Do đó chúng ta cần phân biệt giữa không lỗ van động mạch phổi chức năng và không lỗ van động mạch phổi thực thể. Bởi vì sau sinh đó, nếu mà chúng ta chẩn đoán nó là không lỗ van động mạch phổi thực thể đó, là chúng ta phải duy trì cái ống động mạch nó mở, chúng ta đặt stent lên đó, là chúng ta phải mổ tạo một cái luồng thông từ động mạch chủ qua động mạch phổi được cấp máu về động mạch phổi thì em bé nó mới sống được. Còn nếu chúng ta chẩn đoán đó là không lỗ van động mạch phổi chức năng thì sau sinh chúng ta chỉ có truyền prostaglandin để ống động mạch mở để cho cái máu nó cấp qua động mạch phổi, rồi chúng ta chờ trong vòng 1 tuần lễ khi mà cái kháng lực động mạch phổi nó xuống ha, thì lúc đó nếu mà cái thất phải nó đủ khả năng thắng được cái kháng lực của động mạch phổi, nó mở van động mạch phổi ra, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái dòng máu xuôi chiều qua động mạch phổi thì em bé nó tránh được một cái cục mổ. Do đó quan trọng bác sĩ chẩn đoán hình ảnh là chúng ta chẩn đoán phân biệt để em bé này là không lỗ van động mạch phổi, này là chức năng, hay là không lỗ van động mạch phổi, này là thực thể, để giúp em bé nó tránh một cái cục mổ ha. Như vậy không lỗ van động mạch phổi chức năng là chúng ta có cái dòng trào ngược từ động mạch phổi vào thất phải, còn không lỗ van động mạch phổi thực thể thì chỉ có dòng trào ngược vào động mạch về động mạch phổi thôi, mà cái động mạch phổi này nó không có trào ngược vô lại trong cái thất phải nha. Và cái xanh tròn mà nãy tôi giải thích các anh chị á, là trong trường hợp mà hở van động mạch phổi chức năng á, là chúng ta thấy là thất trái bơm máu lên động mạch chủ vô cái ống động mạch này, nó tới ngược vô cái động mạch phổi, nó xuống ngược lại cái thất phải, vô lại cái nhĩ phải, qua đây chạy đây, nó không có qua, không có nuôi một cái cơ quan nào hết đó, gọi là xanh tròn. Ở sơ sinh mà gặp xanh tròn này là nguy hiểm lắm, thì tử vong trong vòng 24 giờ là nhanh lắm. Cho nên là nhiệm vụ là phải cắt cái xanh tròn này để cho máu nó đi theo đúng cái đường của nó. À, chúng ta có thể thấy là cái thất trái lúc này, bởi vì tim phải nó giãn lớn, nó chèn thất trái nó bị chèn ép, có thể thấy nhịp nhanh trên thất, có thể thấy phù thai, có thể thấy các bệnh kèm theo. Thì cái biểu hiện lâm sàng cái độ nặng á, là nếu mà chúng ta gặp trong bào thai thì cái độ nặng đó, cái này là mức độ nặng nha, độ nặng nó càng cao. Còn nếu mà sau sinh mà chúng ta phát hiện ở sơ sinh đó, thì độ nặng em bé càng cao, còn nếu mà tới người lớn rồi chúng ta mới phát hiện thì cái độ nặng của nó thường là thấp. Cho nên là biểu hiện lâm sàng của này rất là đa dạng, do cái mức dính của cái van ba lá và thành tim, nó là dính ít thì cái độ nặng nó không có nhiều, còn nó dính nhiều nó càng cao. Ví dụ như tim lớn, hở van ba lá, không lỗ van phổi, đó là nhịp phù nhau thai, đó là biểu hiện nặng trong bào thai. Còn nếu mà sơ sinh chúng ta thấy tím, có suy tim thì đó là nặng ha. Hoặc là lớn lên chút xíu chúng ta thấy là có âm thổi, có khó thở khi gắng sức, lớn hơn nữa thì chúng ta phát hiện là rối loạn nhịp, tím khi gắng sức, khó thở, vân vân. À, chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với loạn sản van ba lá, tức là cái van ba lá cái vị trí van bình thường, cái lá van nó bị loạn sản, khép không có kín, thì nó giống nhau, có nhĩ phải cũng lớn, có van ba lá, có tim lớn, cũng có tắc nghẽn đường ra của thất phải, tại vì nó bơm máu lên không được. Nhưng mà cái loạn sản van ba lá là cái van ba lá nó dày, cái vị trí gắn nó bình thường, cái dòng trào ngược của nó thì nó ngang với cái mức vòng van của vòng van hai lá. Và đặc biệt ở trong cái nhóm này thì cái tỷ lệ bất thường nhịp đệm nó cao hơn so với cái nhóm bệnh Epstein ha. Hở van ba lá với tim lớn có thể được tìm thấy trong bệnh cơ tim giãn nở, các cái tổn thương ngoài tim khác, với cái suy giảm huyết động của tim thai thì nó làm cho cái hở van ba lá trong cái tình huống này ta cần phải chẩn đoán phân biệt. Về tiên lượng là trong một cái nghiên cứu 82 trường hợp thì có 44 trường hợp chấm dứt thai kỳ.
trong số mà vẫn tiếp tục thai kỳ là có 24% là chết lưu, 22% là tử vong sơ sinh, 4% là tử vong nhũ nhi. Như vậy trong cái tình huống mà nếu mà tiếp tục thai kỳ là 50% còn sống sót sau cái thời điểm nghiên cứu. Do đó nếu mà chúng ta phát hiện ở trong bào thai thì thường là nặng và tỷ lệ tử vong cao. Tiên lượng tử vong là phụ thuộc vào nó có phù thai hay không, có tắc nghẽn đường ra thất thải hay không, có chỉ số tim trên ngực lớn hơn 0.6, có thiểu sản phổi, có chỉ số Sclerotinia Index nó cao. Các cái dấu hiệu tiên lượng kém trước sinh là tim lượng tim lớn nè, giảm lưu lượng đường ra của thất phải do hẹp, có rối loạn nhịp nè, phù nhau thai nè, nó lớn cho nên nó chèn ép nó gây ra thiểu sản phổi ha. Do đó ngoài cái nhánh tim ra thì em bé sau sinh nó ngoài cái tim nó còn đối diện với cái chuyện thiểu sản phổi nữa. Một số trường hợp này chỉ số Sclerotinia Index nói là người ta sẽ đo cái diện tích nhĩ phải, tất cả đây bao gồm cả nhĩ hóa của thất phải chia phòng còn lại. Chắc có gan nhiễm có độ 1 nè, chứ buồn trái. Nếu mà chỉ số này càng cao thì không định nghĩa là độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 5, mà nếu mà trên 1 tử vong cao đủ rồi mình thay lại lên 243 thai nhi á thì ta thấy không thành là 700 600 nghiên cứu này nghiên cứu lớn hơn nha, 176 sống 300 Epstein này á, có thể chúng ta cho phép mang thai được, tức là khi cái bệnh này nó lớn rồi á, bệnh nhân đã được mổ rồi mà không bị tím thì có thể cho mang thai. Nhưng mà đối với bệnh nhân này thì biến chứng thai lưu cao, nếu mà có tím ở trong thai kỳ, bệnh nhân mà có Epstein có hở van bạo lạc nặng tím nó loạn nhịp thì chúng ta nên khuyến cáo là phải can thiệp trước khi mang thai để giảm nguy cơ biến chứng trong thai kỳ.
Như vậy là tiếp cận là nãy chúng ta đã nói rồi ha, giãn nhĩ phải, tim lớn, coi cái dòng hở của van ba lá. Nếu không có thì chúng ta sẽ theo dõi thôi. Nếu có thì chúng ta coi cái nguồn gốc của dòng hở ở đâu. Nếu sâu trong lòng thất phải thì nghĩ tới bệnh này. Nếu mà tại cái vòng van thì chúng ta nghĩ loạn sản van ba lá. Còn nếu mà mấy cái bình thường, van ba lá bình thường hết, chúng ta coi cái nguyên nhân khác của hở van ba lá. Tóm tắt của cái bài này, đó là lá vách và lá sao thì dịch biến xuống dưới và về phía mỏm của tim, có nguồn gốc từ cơ thất phải, và phôi thai học của nó là chết tế bào